Và đây cũng chính là giây phút hô biến mọi người ơi, biến từ máy xay sinh tố thành máy ép. Một chiếc máy xay sinh tố mà chỉ cần hô biến, lật ngược nó lại là chúng ta sẽ có một chiếc máy ép. Nghe thì có vẻ hơi khó tin đúng không mọi người? Nhưng mà An thấy thì cũng không có gì quá ngạc nhiên khi mà bây giờ đã là thời đại của gia dụng tiện ích rồi. Và tất cả các nhãn hàng thì họ vẫn luôn luôn rất là biết cách để thu hút những người dùng như chúng ta. Và không có gì quá ngạc nhiên khi mà ngay bên cạnh An đây chính là một chiếc máy xay sinh tố có kết hợp ép của Philips. Mọi người ơi, mọi người cứ để dành sự ngạc nhiên ở đó đi. Một lát nữa sau khi mà cùng với An trải nghiệm xong chiếc máy này thì mọi người ngạc nhiên tiếp cũng được. Từ hình thù của máy thì chắc là mọi người cũng thấy là thiết kế rất là lạ phải không? Nhưng mà chỉ lạ thôi, chứ cấu tạo cũng không có gì quá phức tạp. Cơ bản là máy được chia thành 3 cụm, bao gồm có thân máy, cối xay sinh tố và cụm khay chứa để ép. Khi mà chúng ta kết hợp phần cối xay và thân máy này thì mọi người ơi, chúng ta sẽ có một chiếc máy xay sinh tố như bình thường. Nhưng mà chỉ cần mọi người tháo chiếc nắp này ra, thay vào đó là lắp phần cụm khay chứa này vào và cùng với đó là lật ngược thân cối lại thì chúng ta sẽ có một chiếc máy ép. Và với những chi tiết ở trong cụm khay chứa này đây thì An sẽ mở ra để cho mọi người xem là nó cũng sẽ giống như một chiếc máy ép bình thường. Khi có đầu tiên là phễu của máy ép để kết nối với cối xoay, lưới lọc nè, vòng cố định lưới lọc và cả khay chứa. Khi mà chúng ta kết hợp các cụm chi tiết này lại với nhau thì mọi người có thể thấy là ở trên này sẽ có những ký hiệu như vậy. Thì mọi người chỉ cần nhìn vào và canh lắp theo là được rồi. Khi mà chúng ta lắp cụm khay chứa này để ép thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Tại vì thứ nhất là cụm này hơi nặng. Thứ hai là cái phễu gắn với cối xay thì có gioăng cao su để chống rỉ nước khá là chật. Nên lúc lắp vào là phải dùng cả hai tay và mọi người cũng phải canh chính xác thì mới vào khớp được ba chấu. Có một điểm mà mình muốn lưu ý với mọi người đó là khi mà sử dụng thì chúng ta chỉ có thể dùng cái phần khay chứa để ép này khi mà lắp nó vào với phần cối xay thôi và không thể sử dụng riêng lẻ được. Và để biết lý do vì sao thì chắc là mình sẽ đến với phần bảng điều khiển trước để mọi người nắm được những chương trình cũng như là chế độ của máy để hiểu hơn về khả năng hoạt động của nó. Cách đặt bảng điều khiển trên đầu thân máy là dễ thao tác rồi. Lại thêm một điểm cộng nữa là phần đầu thân máy vác xuống thì dễ nhìn hơn. Đây là một bảng điều khiển kết hợp cho mọi người, vừa có cảm ứng, vừa có nút nhấn và vừa có nút xoay luôn. Thì việc mà hãng làm như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta là dễ dàng hơn trong việc thao tác. Và bên cạnh đó thì mình thấy là việc mà hãng bố trí những cái chương trình xay và ép đi thành từng cụm với nhau cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng phân biệt hơn. Đầu tiên về xay thì sẽ có 6 chương trình cho mọi người lựa chọn nhanh bằng cách là xoay núm vặn. Và nếu đã ok rồi thì nhấn nút để cho máy chạy. Trường hợp mà mọi người cảm thấy là nguyên liệu bị kẹt hoặc là cần đảo trộn lại thì mọi người có thể nhấn giữ nút B để cho máy nhồi. Thì đây là một chức năng mà hầu như là chiếc máy xay sinh tố nào cũng có rồi. Tiếp đến là về phần ép thì máy sẽ có hai chương trình ép cho hai kiểu nước ép khác nhau, đó là nước ép trong và nước ép có đi kèm thịt quả thì sẽ được điều khiển bằng nhấn cảm ứng. Trong chương trình ép trong thì mọi người sẽ còn được lựa chọn thêm 3 chế độ nữa. Đại khái là B1 thì sẽ dành cho trái cây mềm và nhiều nước, B2 sẽ dành cho trái cây ít nước, loại hơi cứng ấy mọi người. Và cuối cùng là B3 dành cho trái cây và rau, kiểu như là mình sẽ mix xay chung trái cây cùng với rau luôn. Lựa chọn chế độ này thì bằng núm xoay nha mọi người. Và những chương trình mà mình vừa giới thiệu ban nãy, nó là những chương trình mà đã được lên cài đặt sẵn rồi. Mọi người muốn làm gì hoặc là như thế nào thì cứ thoải mái tùy chọn thôi. Và chưa hết, ở đây thì máy còn cho chúng ta thêm điều khiển thủ công nữa. Với thao tác bằng núm vặn thì mọi người có thể tự chỉnh cho máy lên tới 12 tốc độ. Khi biết được chương trình của máy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ép để cho mọi người biết được là máy hoạt động như thế nào nha. Ngày hôm nay thì An có chuẩn bị cam và ổi. Đối với cam thì An sẽ sử dụng chương trình là nước ép trong, còn đối với ổi là mình sẽ chọn chương trình là nước ép có thịt quả ở B2. Mọi người cùng xem nha. Và mọi người có thể thấy là sau khi hoàn thành quá trình xay thì máy sẽ tự động ngừng lại và có tín hiệu nhấp nháy như vậy. Thì đây cũng chính là lúc mà máy đang nhắc nhở chúng ta là hãy lật ngược cối lại để biến thành máy ép đó. Và đây cũng chính là giây phút hô biến mọi người ơi, biến từ máy xay sinh tố thành máy ép.
Đó, và mọi người từ đây thì chúng ta cũng có thể hiểu được cơ chế, đó là trước khi mà có nước ép thì máy cần phải dùng phần cối này để xay nhuyễn nguyên liệu trước. Rồi khi ướp ngược cối lại thì hỗn hợp sẽ chảy vào trong khay chứa, sau đó là khay chứa mới bắt đầu xay lọc, cho ra thành quả nước ép. Công nghệ ép ở đây được hãng gọi tên là Flip and Juice. Và đó cũng chính là lý do giải thích cho lưu ý ở trên của An, đó là mọi người chỉ sử dụng khay chứa để ép nước này khi mà kết hợp cùng với cối xay thôi, sử dụng riêng lẻ là không có được rồi đó. Và thêm một điều lưu ý nữa khi ép, đó là mọi người ơi phải cực kỳ lưu ý giúp An. Điều quan trọng An xin được nhấn mạnh 3 lần, đó là khi ép thì chúng ta phải đóng chặt cái vòi ra nước ép này lại. Tại vì trong quá trình trải nghiệm thì bởi vì cái tính hay quên của mình mà nước bị văng ra ngoài mấy lần rồi, cho nên là kinh nghiệm đau thương của mình đầy người. Cứ yên tâm là chỉ cần mọi người đóng vòi cẩn thận thì không có chuyện vòi bị rỉ nước ra đâu. Rồi, trở lại là mình sẽ tới với nước ép ổi nha. Mọi người ơi, sau khi An đã thử và trải nghiệm thì An có cảm nhận như thế này. Với ly nước ép cam này thì là nước ép lỏng nè, trong này, và nó không hề bị lợn cợn luôn. Còn đối với nước ép ổi thì An chọn là nước ép có thịt, cho nên là nó còn sẽ lưu lại bột trái cây ở trong này. Nhưng mà khi mà mình uống vào là gần như nó hòa tan trong miệng luôn. Đã nói rằng là khay chứa để ép thì vẫn phải luôn luôn gắn liền với phần cối xay, cho nên nếu như mà cối hoạt động không tốt thì chắc chắn cũng không thể nào cho ra được chất lượng nước ép thơm ngon như vậy đâu mọi người. Và cũng không thể nào không kể đến lưỡi dao rộp lên ultra của cối. Lưỡi dao có 4 cánh làm từ chất liệu thép không rỉ sắc bén. Thiết kế thì có sự kết hợp của một lưỡi cắt hình răng cưa để nghiền các nguyên liệu cứng thành các miếng nhỏ hơn, và các lưỡi dao sắc bén để cắt nguyên liệu thành các lát mỏng nhất. Từ đó thì cho được hiệu quả xay cắt rất là mượt mà. Nhưng mà mọi người ơi, chỉ có lưỡi dao thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Tại vì chúng ta cần phải điều chỉnh độ đặc tùy theo ý thích của tùy người nữa, cho nên là phải cần công nghệ Roland Ultra kết hợp với 3 tính năng. Động cơ Roland Ultra cung cấp công suất là 1500W để điều khiển luồng xoay trộn và luân chuyển đồng đều tất cả các nguyên liệu ở trong cối. Nước ép thì đúng chất rồi đó, chỉ có một điểm trừ là phần nước thu được thì hơi ít thôi. Và nhìn cái cối bằng nhựa như vậy thôi chứ mọi người yên tâm, đây là chất nhựa titan nên là chịu lực và chống trầy rất tốt. Để kiểm chứng thêm về sức mạnh của lưỡi dao này thì mọi người có thể xem máy xay smoothie táo nha. Táo này thì An đã để qua đêm trong tủ lạnh rồi, cho nên là nó rất là cứng, siêu cứng luôn mọi người ơi. Cho nên nếu như mà bỏ quá nhiều thì máy sẽ không thể tải nổi đâu. Mọi người cứ cho vào một lượng vừa đủ thôi, khi nào cần thì mình sẽ thêm sau. Và ở đây thì An có chuẩn bị thêm một hũ sữa chua nữa. Nếu lỡ như mà có hơi đặc quá thì mọi người có thể cho máy tạm ngừng rồi trợ giúp đảo thêm bằng đũa khuấy nữa. Nhưng mà An thấy là nếu như mọi người cho một lượng ít vừa đủ thôi thì không cần phải dùng đũa khuấy nữa đâu. Và đây là thành quả nè mọi người, cực kỳ nhuyễn mịn nha. Vậy là nếu như mà mọi người có ý định làm những món đá xay các kiểu bằng cái máy này thì vẫn ok la. Máy này thì phải nói là dù ép hay xay thì cũng đều khá ồn. Mọi người có thể tham khảo mức độ ở kết quả đo máy xay smoothie táo nha. Tiếng ồn này của máy là do máy có lực xay rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên là mình thấy máy chỉ hơi ồn và hơi rung lúc xay ép thôi, chứ không hề có chuyện xê dịch nha mọi người. Nhờ chân đế cao su rất thích mà máy xay ép vô cùng ổn định luôn. Còn về phần vệ sinh máy thì tuy là máy có nhiều bộ phận nhưng mà An thấy máy không có khó vệ sinh đâu mọi người. Bởi vì có chương trình vệ sinh ngay trên máy nên mọi người trước đó có thể đẩy sơ bộ nguyên liệu, sau đó là nhờ phần chất liệu tốt mà chỉ cần tráng nước là máy đã sạch rồi. Nếu như đã muốn rồi là chắc chắn chúng ta sẽ muốn cả đôi luôn đúng không mọi người? Vừa muốn có một chiếc máy xay sinh tố và vừa muốn có một chiếc máy ép. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta vẫn phân vân mua cả hai thì sẽ rất là choáng chỗ. Thì bây giờ mọi người không cần phải như vậy nữa. Tại vì có một mà được hai, vừa có thể tận dụng để làm những món giải khát thơm ngon nè, mà vừa có thể tận dụng những chương trình phụ đi kèm để tạo thêm những món ăn khác ở trong nấu ăn nữa.
Và theo những gì mà An trải nghiệm với chiếc máy này thì An cảm thấy là cái tính năng 2 trong 1 này nó hoàn toàn rất là hiệu quả, chứ không phải là hãng chỉ thêm vào màu mè với mục đích marketing đâu mọi người. Và nếu như mọi người cảm thấy hứng thú thì thông tin chi tiết về máy cũng như là giá cả sẽ được cập nhật thêm ở dưới phần mô tả ở bên dưới. Còn bây giờ thì video xin được phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.